Kính thưa quý vị, xin giới thiệu Khả Như, Jin Tuất Kiệt và Lê Dương Bảo Lâm. Mình đâu phải là giới thiệu quán quân đâu mà xuất hiện như là quán quân vậy ta. Có, ở đây có quán quân hoài, Lê Dương Bảo Lâm. Tại vì á là hả, chương trình định mời em mà em không tham gia thì nhiều mail gửi về nó: anh Lâm ơi, anh tham gia chương trình nhanh như chớp, anh lên cái đỉnh cao của danh vọng rồi, thì bây giờ anh tham gia nữa anh không sợ hay sao? Nhưng với cái kiến thức uyên bác của em thì ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em phải là hên, mà em sẽ chứng minh cho mọi người thấy là em tài năng thật sự. Ngày hôm nay em sẽ quán quân một lần nữa. Say cái đoạn này chúng tôi sẽ phát đi phát lại nhiều lần sau khi thua đội bên kia. Nếu thua đội bên kia chúng tôi phát đi phát lại nhiều lần. Say thì kiến thức kiệt là lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình. Dạ, lần đầu tiên tham gia chương trình. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa vậy hả? Vì sao tham gia? Ủa là em hợp đồng bên đây hay sao mà bị giao cho chị vậy? Hay chị vậy? Dạ, tại vì em biết mình ở đâu nên em không có dám tham gia chương trình. Sợ lòi. Dạ, nhiều cái mình và hôm nay em có Lê Dương Bảo Lâm là coi như là phật lòng chị Harry Potter rồi. Sao vậy? Tại Lê Dương Bảo Lâm hay ăn hiếp Harry Potter lắm. Anh ơi, gặp em ổn không? Trời ơi, đầu MC trời ơi. Sao? Hãy giúp anh được 20 triệu sẽ cho em 3 triệu đi trị đớt. Có này hai đứa em thân nhau rồi. Chơi lại chị chưa? Harry. Đâu mình làm cái thể hiện tình thân coi nè. Trời ơi. Ông mà nói gì thì nói chứ. Em thấy Lê Dương Bảo Lâm mặt tự nhiên sáng sủa anh ơi. Tự nhiên có cái chuyện thời vui tới. Thiệt là vui hay sao ấy. Tức là vừa có em bé thứ hai thưa quý vị. Và kính thưa quý vị các bạn, con em vừa đẻ cho nên ngày hôm nay em sẽ chiến thắng. Con em khắc sữa bú tay. Ai cho giải thưởng trọn đời em mang ơn. Thiệt á. Hay quá à. Thiệt luôn á. Đúng là em mèo tinh luôn á, mẹ em đẻ em ra là cái miệng em ra trước luôn á. Thì đó em xin đó. Mấy đứa ơi, bớt diễn xuất lại vô chỗ đi. Ủa, chưa giao lưu mà. Không giao lưu nữa. Đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Giao lưu. Đủ rồi. Em ra giao lưu. Đủ rồi. Giao lưu. Trời ơi. Thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm là quán quân hoài của chương trình Danh Như Chớp, tức là quán quân rồi thắng cả quán quân luôn. Yeah. Gọi là quán quân hoài. Thế nên hôm nay là một mùa mới, chúng tôi khởi đầu mới, mang lại nhiều tiếng cười mới. Mời Harry Won, mời Harry Won. Thôi. Trời ơi, chị em mình mới thân đây, giờ lên đọc nó xích mít nữa nè, xích mít nữa nè. Kính thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm, người ta tưởng là người ta nghĩ tới cho người khác, người ta tưởng là làm vậy hy sinh mình chơi đầu tiên để cho đỡ áp lực của đội khác, nhưng mà thật sự thì không phải. Đơn giản thừa biết là ai mà lên đầu tiên là anh Trường Giang sẽ đọc cho Lê Dương Bảo Lâm, nhưng mà chương trình của chúng tôi đâu có dễ dàng vậy. Trời ơi, em chưa giờ xéo sắc dễ xéo sắc, mặt sân si xéo sắc. Giờ khác rồi. Dạ dạ chị. Sao, có muốn kiếm chuyện nữa không? Dạ không, chị rất là xinh đẹp thì dễ chịu. Oh. Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Rồi. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Đố vui nha. Hoa. Hoa gì Dương Lâm hay trồng? Hoa. Hoa gì vậy? Đố vui nha. Tai. Hoa tai. Không chính xác. Đáp án là hoa sứ. Câu hỏi tiếp theo. Hoa gì Dương Lâm yêu nhất? Hoa. Đố vui nha. Quỳnh Vân. Chính xác. Nhưng mà hoa gì, hoa gì? Hoa Quỳnh. Dạ, dạ. Hoa Quỳnh. Trời ơi, cái này cho đó. Ôi, bé này càng ngày càng duyên dáng hả? Quá tuyệt. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Những người càng nặng ký sẽ như thế nào? Những đố người trữ. Càng nặng ký thì dễ bị tiểu đường, dễ bị nhồi máu cơ nha. Tim. Đố trữ nha. Những người càng nặng ký, càng bị người ta nặng ký nị cắn. Nặng ký. Càng nắng kỹ. Kỹ nắng. Kỹ nắng. Chính xác. Rồi thiệt. Ghê chưa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Những người ế lâu năm luôn trong tình trạng thiếu người ấy ở bên cạnh thường hay cảm thấy điều gì? Đố chữ. Ế lâu năm thiếu người ấy thấy người yếu.
thấy người yêu, thấy người yêu. Thôi xàm 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 quá. Nhưng mà trả lời đúng nè, đúng quá trời đúng luôn nè. Rồi câu chị cho kiến thức đi ạ, cho em câu hỏi kiến thức được không ạ? Cái này thì lại liên quan tới kiến thức. Dạ, em muốn kiến thức toán lý hóa sinh học rồi đó. Cái này là liên quan tới văn học. Mời chị. Trong truyện cổ tích Nàng Tiên Cá, vì sao nàng tiên cá không nói cho hoàng tử biết mình là người đã cứu hoàng tử? Tại vì bà không nói được, bà là con cá. Ủa anh chưa coi vậy đó luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng. Có coi chưa? Khoan, trả lời đi. Không, em chưa coi. Không biết thì trả lời được, đâu đoán được cái này, đâu đoán. Ủa thì nó không nói được thì đúng rồi, cho em lên đi. Tại sao không ai được? Thủy đây. À, bà đã lấy được trái cổ. Trái cổ. Trái cổ. Nói nha. Phù thủy lấy giọng hát. Nàng đang hát, nàng đang hát. Thì tự nhiên bà phù thủy nói ha, 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 ha. Nàng hát thật là hay. Được, ta sẽ lấy giọng hát của ngươi. Để ngươi còn hát được hay không? Hồ tiếp. Khoan, khoan. Lấy giọng hát mà giọng nói sao? Giọng hát là nó chung một dây thanh quản. Là không la, không hát, không nói được luôn. Là nó, bà lấy đi giọng hát. Rồi, thì đúng rồi. Lên. Rồi. Rồi. Cao, cao. Dạ xong. Có sự diễn xuất hỗ trợ của Khải Như với Thiên Tướng Kiệt. Thì một hồi đội này cứ diễn xuất em với lại là đổi bằng cái gì mà lấy cái đó. Dạ. Đổi bằng cái gì? Đổi bằng nè trời ơi, cái này đôi chân. Tại vì nàng thiên cá muốn đi nhưng mà nàng chỉ có cái đuôi nàng lết dãy cà sạch thôi. Thế là nàng muốn lên bờ để đi chơi với hoàng tử. Nhưng mà nhiều khi hoàng tử chở trên xe thì phải bành chân ra. Chứ cái đuôi mà nó chụm như vậy thì làm sao ngồi xe được. Cho nên nàng mới quyết định là đổi cái chân để có thể chơi đá banh phóng bước cùng hoàng tử. Không được, không được, không đồng ý. Được. Không được, bây giờ diễn xuất từ tập 1 đến tập 8 em mới đoán được. Thì ban đầu em nói là không nói được rồi thì anh phải cho em chứ. Thôi, không được. Không. Công bằng cho đội cái bên. Đội kia đâu có ý kiến cái còi đâu. Có ý kiến không? Anh Trịnh Thăng Bình mình dễ trăm điều dễ cho anh. Không, anh nghĩ là thật ra nếu mà mình dễ thì mình cũng nên tôn trọng luật chơi tí xíu. Đúng rồi. Số 5. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nàng tiên cá lần đầu tiên gặp hoàng tử năm bao nhiêu tuổi? Mà không có đọc sao biết được. Không, không biết. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Chuyện không đề cập tới. Không chính xác. Đáp án là 15 tuổi. 15 tuổi. Nói này, không được. Không chưa được. Đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đó. Cái gì? Nàng tiên cá chưa đủ tuổi để gặp dập trai. Ủa em gặp thôi mà có làm gì đâu. Hết rồi mà. Má là nó 16 tuổi mới gặp. Em có bồ năm em 12 tuổi mà em nói vậy lắm. Câu hỏi tiếp tục. Vở gì chỉ để xem mà không dùng để ghi? Vở kịch. Chính xác. Đố gì em? Vở gì mà khiến cho ta thật nhiều cảm xúc? Vở ói. Vở ói. Ê, khi mà vợ em mà vở ói cái tự cảm xúc em dâng tràn. Hay. Bây giờ mình sẽ đẻ bị vỡ ối rồi. Chính xác, trời ơi. Trời ơi. Không có chuyện hợp lý quá mà đúng không? Hợp lý quá phải cho lên nào. Ủa mà có câu trả lời khác không chị? Khác, đáp án là vỡ hòa. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trường gì không có thầy cô cũng không có học sinh? Trường Giang. Đúng rồi. Trường Giang là gì? Đúng rồi. Khoan. Trường Giang có thầy cô nha. Hiện tại ở đây không có. Không. Thầy cô có đi theo anh đi quay không? Không. Câu hỏi là trường gì không có thầy cô hoặc là học sinh đúng không? Dạ. Tôi luôn có thầy cô và thậm chí tôi có học sinh luôn. Không, cũng quề. Học sinh anh đâu? Học sinh anh. Cho gặp mặt học sinh, gặp mặt thầy cô anh. Phát la nè. Cái đó trên trái tim của anh thôi. Không, anh tới thầy cô này mấy thầy dạy anh nè. Đâu thầy đâu, nên mời thầy ra. Số nào? Không, số. Phải thầy, phải anh đi quay thầy phải theo anh 24/24. Số nào? Tào lao. Số là trong trái tim của anh. Số. Thường gì? Thôi. Yeah, được. Dương Vũ nói trường hợp kìa. Tại vì ở đây viết là trường gì? Trường hợp. Em không phụt. Hả? Cho em qua cái này. Trường hợp được nè. Trường kỹ là cái ghế nằm đó. Đó, thôi dù gì cũng sai rồi đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi bị cá sấu rượt đuổi, chúng ta nên chạy thoát theo đường nào? Đường bộ. Đường không. Đường không. Đường vậy là cũng là chính xác rồi đó.
Lên lên một vòng đi, ok lên đi. Rồi xuống lại đi. Mời em ơi, rồi xuống lại rồi. Vui chưa? Vui chưa? Kính thưa quý vị, như vậy là Quang Quân của Quang Quân đã đạt được 3 câu hỏi. Thưa quý vị, Lê Vũ Lâm là Quán Quân Hoài. Thôi anh đừng có nói mấy cái đó anh ơi. Thì là em thi xong rồi anh mới nhắn mấy cái đó được. Okay. Còn nếu mà em không được cái anh nói xui thôi. Xui rồi. Anh giúp em đừng có nói, đừng giao đãi trước giùm em. 2 phút dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội thì cũng đừng nên làm gì đối chữ. Đọc lại, dù đầu có sừng hay bị người khác phản bội. Đâu, đâu có sừng đừng có sầu. Đâu có sừng đừng có sầu. Hay quá đi. Giỏi lắm em trai của chị. Giống như muốn ăn thịt luôn MC vậy. Đúng rồi, phải như vậy. Cứ nói lái cho em. Một cái nữa thôi nào. Tiếp tục là đối chữ như hồi nãy. Mời anh. Trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần, ngoài món quà là ba điều ước, thần đèn còn tặng cho Aladdin món gì khác? Đối chữ như hồi nãy. Cái gì khác? Cây đèn, ông thải cái đèn ra. Thì trong cái đèn có ba điều ước là sẽ được ba điều ước. Ngoài ba điều ước đó. Đố chữ, đố chữ. Suy nghĩ kỹ nè. Khoan, đọc lại chứ. Cây đèn can đầy. Cây đèn thần, cấn đèn thầy. Cây đèn thần, cận đèn thầy. Cây đèn thần. Hết thời gian. Cây đèn cày. Cây đèn thần, cây đèn cày. Nãy mới nói đáp án. Đáp án đúng không? Đáp án. Cây đèn thần, cây đèn. Đèn cây. Không chính xác. Cây đèn thần là gì? Thân đèn cây. Trời ơi, cây đèn thần, thân đèn cây. Quá dễ mà. Chém ghê vậy. Thắng rồi. Địa danh nào được in trên tờ tiền 100.000 đồng? Được nha, được nhắc, được nhắc cho con biết không ạ? Sai tiền nè, sai tiền nè. Ngu mấy này đó mẹ. Có, em có thấy. Bán hàng tính tiền mỗi ngày nè. À, có, em biết mà. Đại đi, đại đi anh ơi. Phố đi bộ cũng quệ, phố đi bộ cũng quệ. Phố đi bộ không chính xác. Quá. Đáp án là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trời ơi, em nhớ mà em quên. Tiếp tục, bến gì tấp nập bán mua, lừng danh ngôi chợ đất xưa Sài Thành. Bến Thành. Lên. Còn em định nói bến Vân Đồn, nhìn thấy như định bến Vân Đồn rồi. Trong phim Harry Potter, thú cưng của Harry là con gì? Con mèo. Không chính xác. Trời ơi. Cái gì vậy? Con cú. Con cú. Ủa, tưởng Harry quên tưởng con mèo. Trong phim Harry Potter, thú cưng của Ron Weasley là con gì? Con chuột. Con chuột. Lên. Vậy thú cưng của Harry quên là con gì? Con mèo. Con mèo. Yeah. Đối chữ. Hướng nào có nhiều người nước ngoài nhất? Hướng hả? Hướng ngoại. Hướng đông tây. Hướng đông tây. Là yeah. Cá gì không có răng? Cá gì không có răng? Cá không ăn muối, cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường. Không không không. Không không không. Nói đàng quá. Cá cược. Là hay quá em ơi, hay quá. À, đi mấy bạn ơi, để tôi bình tĩnh nè. Đắc gì rất hay chóng mặt? Đắc gì hả anh? Đắc đắc. Đắc hả? Đắc. Đờ ác đắc. Đắc đắc. Đắc đồng. Đắc gì? Đắc gì? Đắc đồng. Đắc lắm. Không sao cả, mình vươn lên 4 đáp án liên tiếp. Trong cái đó Will không có sự liên tiếp. Yeah. Tỷ số hiện tại là 3-1, chúng ta là đội chiến thắng. Yeah. Thưa quý vị thân mến, Lê Dương Bảo Lâm là một người rất thông minh, nhanh nhẹn và hài hước. Điều đó sẽ hợp với Harry Won, xin mời. Em chào chị Harry. Lâm có biết là tại sao Harry phải tới đây không? Tại vì chị Harry là một cái gì đó là may mắn đối với em. May mắn đối với em. Đánh chán dễ sợ. Chị Harry bữa fan chị vô chửi em quá trời chị. Trời ơi, hổn quá vậy. Có vô chửi em quá trời luôn. Lúc nào? Lúc mà hai em ăn hiếp chị Harry đó. Rồi tẩy chai đi vô Lâm, tẩy chai đi vô Lâm. Em vô xin lỗi từng comment. Dạ xin lỗi, em xin lỗi 1000 cái xin lỗi luôn. Trời trời. Em hối hận rồi. Không phải, không phải fan Harry đâu. Với ai anh? Trấn Thành comment á. Hả? Ôi
mà không phải vậy đâu anh. Mà chơi mét cầm nói cái gì vậy? Không phải vậy thì chữ nữa bây giờ không mà nói vậy thôi. Thật ra thì cái cặp đó thấy tội nghiệp quá, bị dập tan nát quá. Xong Harry cũng phải vô cái YouTube, em phải vô cái đó. Xong em nói là Lê Dương Bảo ở ngoài rất là nhìn là không có gì hết trơn, con nói vậy. Thưa quý vị là các anh em các bạn cũng đừng có ngại về chuyện đó, bởi vì sao, một hai người chửi còn cả ngàn người yêu mình thì sao? Đừng buồn. Nó vui lắm, cái tuyệt đối anh. Đúng rồi, tuyệt đối đó. Với lại tụi em, thưa quý vị, là tụi em làm chương trình, cái mong muốn lớn nhất vẫn là mang lại niềm vui cho quý vị. Mà trong cái vui thì đôi khi có những cái câu từ anh em nói với nhau hiểu, nhưng mà khán giả nhiều khi ê sao kỳ vậy. Không, mình giỡn mà. Nhưng mà không sao, hai người chửi sao bằng 2.000 người đang ngồi xem mình. Nói chung là mong cái vị khán giả Harry với Lê Dân Bảo Lâm không có một cái vấn đề mâu thuẫn nào xảy ra cả. Hai chị em rất là yêu thương nhau. Tùy, cái đó tùy á. Hên xui nha, sau cái này mà lỡ trả lời không được có chuyện đó Harry. Nếu mà 5-6 câu thì ok, chứ 1-2 câu là... Nè, chứ không được hồi cọc nè. Vũa sẵn cái mỏ rồi kìa đó, Lâm đó, thấy không? Vũa cái mỏ rồi. Kính thưa quý vị, Lê Dân Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ca sĩ nào lười yêu nhất showbiz Việt? Ca sĩ lười yêu nhất hả? Dễ. Ca sĩ lười yêu nhất chị Khải Như. Tào Lao. Khải Như, Tào Lao. Tào Lao nha. Bảo Anh. Đúng. Quên, em nhớ nhưng mà bây giờ không biết câu trả lời. Chị Khải Như giờ chưa có người yêu là em tưởng chị lười yêu. À. Chứ bây giờ 35 tuổi rồi không có người yêu là lười yêu rồi chứ nữa. Chứ nữa. Đừng đụng tới nhỏ em thôi. Sao tổn thương? Sao không sao? Nhưng ơi chị tổn thương quá. Sao em ổn mà em ổn chị? Em đổi bộ câu hỏi được không ạ? Bộ này xui rồi đó. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ nào có chọc cũng không nhột, có đánh cũng không đau, có buồn cũng không hề thể hiện? Anh Hồ Quang Hiếu. Lên. Wow. Ủa sao biết rõ? Rồi anh Hiếu là bạn thân em ạ. Bài gì bài gì? Không cảm xúc, đánh cũng không, chữ cũng không, cái gì cũng không hết trơn là không cảm xúc. Đúng rồi, hay quá Lâm ơi. Hay quá. Cái này cũng có thể biết luôn. Ca sĩ nào hay hứa mà không làm? Ưng Hoàng Phúc. Anh Ưng Hoàng Phúc ơi. Bài hát gì? Hứa thật nhiều, thật hứa thì cũng thật nhiều. Chính xác, đúng rồi. Cứ như vậy. Rồi, hết bài hát rồi, hết bài hát rồi. Khi bị thu hút bởi người khác giới, bộ phận nào trên cơ thể bị giãn ra? Bị giãn ra hả? Đúng rồi. Nam hay nữ à? Nam nữ luôn hả? Cái này thì không biết. Nam nữ luôn, khác giới là được rồi. Con người, nói chung là con người. Đồng tử giãn ra. Ê, cái này em không biết luôn á. Em nói đại thôi. Thấy vô thấy gái, trời ơi, thấy gái sáng mắt ra. Em nghĩ vậy thôi. Đúng rồi, đồng tử nó giãn ra. Đồng tử giãn ra. Hay quá à. Rồi, chơi chữ nha. Tết ở miền Bắc thì gọi là gì? Tết ở miền Bắc. Chơi chữ nha. Tết miền Bắc. Tắc miền. Tết miền Bắc. Tết miền Bắc. Tắc miền bếp. Tết Bắc tắc bếp. Tắc bếp. Tết Bắc. Tết miền. Nha, nhớ nha. Tết ở miền Bắc. Chính xác. Hay vậy trời. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Tên gì nghe là đã thấy nóng? Tên gì nghe đã nóng? Tên gì? Ủa này là gì, câu gì vậy? Tên gì nghe là đã thấy nóng? Đó là câu đó đó. Lửa. Đáp án là tên lửa. Quá dễ mà. Quá dễ. Cây gì luôn mang trong mình hai thứ bệnh? Là cây. Cây ho lao hả ta? Cây ho vừa lao. Cây thận, cây cây mía. Mía cây là cây mía lao. Mía lao. Cây cây ống chích. Cây mù ung. Chúng ta giỏi quá trời. Là dừa. Hay quá. Hay quá Dương Lâm. I love you. Cao gì không dùng để xoa bóp? Cao gì? Dễ mà. Cao Thái Sơn. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý. Anh Cao Thái Sơn ơi. Châu lục nào trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Là châu gì, châu gì? Có một châu lục. Bây giờ liệt kê ra đi, châu gì, có châu gì? Đất liền ở bốn bán cầu. Có châu Bùi nè anh. Bậy đấy. Châu Bùi đúng rồi. Châu gì à? Có châu Bùi, châu Đăng Khoa. Châu Gia Kiệt. Châu Đăng Khoa. Châu lục nào? Châu lục nào? Châu Á, châu Phi, châu Úc. Cái nào? Bốn bán cầu đều có đất liền. Nằm ở đó, châu gì?
Sao cái miệng anh chứ? Trời ơi, sao bự quá vậy? Sao cái này nó rung vậy? Dễ mà, dễ mà. Châu nhận phát. Châu phát. Trời ơi, lên trên lẹ. Hai câu nữa nè. Yeah. Dễ thôi. Lên. Rồi, lắng nghe nha, lắng nghe nha. Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì? Một xương sống, một đống xương sườn. Một xương sống, một đống xương sườn. Một xương sống mà một đống xương sườn là cây xương rồng. Sai, thưa thưa, tôi chưa chốt. Một xương sống, một đống xương sườn. Cái lửa. Cái lửa. Cái lửa. Chính xác. Câu phải cây xương rồng. Em tại vì thấy lâu lắm ấy, Lê Dân bảo là lên dưới số 9. Chị muốn giúp thì cho em lên luôn được không? Lên luôn. Lên luôn. Trời. Hay quá. Thôi ra đi. Dạ dạ dạ. Ủa sao lên được vậy? Hay đây. Rồi lắng nghe nha. Tính đến năm 2011, bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Đi đọc lại đi ạ. Bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Vỡ, vỡ, vỡ. Bây giờ nè, cái xe mình còn trên kia giờ là lại mình xuống cái chân hoành tráng nè. Em lên luôn rồi. Thưa quý vị, đây là 20 triệu đầu tiên ở mùa này đã thuộc về Lê Dương, Bảo Lâm. Rồi, về. Yeah. Chơi gì nữa? 20 triệu rồi chơi gì nữa? Chơi gì nữa? Về. Về. Kẹo tì về luôn. C. Rồi, tới rồi. Đến đặt cà sữa liền nha em. Hay quá. Chào mừng quý vị quay lại chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở dòng này là dòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi dành cho các bạn, và các bạn phải đưa ra 20 đáp án trong vòng 1 phút là có tiền thưởng 80 triệu đồng. Một số tiền rất lớn. Câu hỏi tuần này là một câu hỏi dễ. Với sự thông minh của Lê Dương Vũ Lâm và sự am hiểu của Khả Như cũng như Kinh Tuấn Kiệt, dễ. Vì nghệ sĩ hay gặp, trong vòng 60 giây hãy kể cho chúng tôi 20 đáp án những loại trái cây nhiều hơn một hạt. À, măng cầu. Mít. Đu đủ. Mít. Nho. Nho nhiều hạt mà. Sầu riêng. Sầu riêng. Quýt. Quýt. Măng cụt. Cam. Bưởi. Bông bông. Dưa gang. Dưa hấu. Dưa lưới. Nhiều hơn một hạt. Trái trái me. Đúng rồi. Mẹ. Mẹ. Như Khả Như, đừng giành lượt, đừng giành lượt. Đó là Lê Dương Bảo Lâm. Tới anh đó, tới anh đó. Gì đó. Trái gì? Trái ớt. Đậu bắp. Ủa đậu bắp đâu phải trái cây. Trái ớt. Cái trái gì nhẹ nhẹ mà ăn món Nhật nào quên rồi. Cái thanh long. Thanh long. Măng cụt. Măng cụt một hạt. Rồi rồi, măng cụt rồi. Măng cầu. Rồi, măng cầu rồi. Dâu. Dâu nè. Yeah.
Thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày vô cùng kịch tính. Từ đầu tới cuối vẫn kịch tính. Đến giờ phút này vẫn kịch tính. 80 triệu đồng. Rồi. Không biết sẽ thuộc về chương trình hay thuộc về các bạn. Và các bạn trong 60 giây đưa ra 18 đáp án chính xác. Ôi, còn 18 cái hả? Thiếu 2 cái nữa. Thiếu 2 cái là chúng ta lấy được 80 triệu đồng của chương trình. Hình như lần hổm mình cũng 18 á. Thì có muốn bưng này về luôn có thật sự. Không, đừng bưng cái đó. Cứ bưng gì anh? Give, bưng quà ra give. Dạ. Yeah. Đâu, trời ơi. Ủa, của em được lo này hả? Thiệt hả? Thiệt. Đó, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Lần đầu tiên chơi game show. Ủa sao em có quà này? Về quá. Chúng ta là đội thắng ngày hôm nay, dù ở vòng đặc biệt không thắng thì cái 80 triệu đó vẫn ở lại với chương trình. Các bạn sẽ nhận được đầu tiên là tấm vé vào vòng trong, là vào vòng bán kết để đối đầu. Trời ơi, sao mà tới hoài vậy? Thứ hai nữa là các bạn mang về 18 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Yeah. Và đặc biệt mỗi người nhận được một cái loa karaoke của LG X Boom. Yeah. Yeah. Thưa quý vị, nhỏ em tôi bây giờ nói tiếng Việt đã bắt đầu quá rành rồi. Âm phát đồ ngon lành rồi. Anh đừng có nói câu đó mấy câu người ta chửi em nữa. Không, cái tiếng Việt là nó rất khó học. Nó là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, phải đùa đâu. Tại vì nó âm sắc nhiều quá. Rồi. Dấu nhiều quá. Mà muốn rành tiếng Việt nữa thì phải gặp những người rành. Rành hơn em. Đúng rồi, mời lên. Cảm ơn anh. Trời ơi, có lời anh, không sao cả. Sao cái mặt cọc quá vậy? Không, không cọc nha. Không cọc nha, chơi không có cọc nha, chơi vui nha. Dạ, bữa lụm 15 ngàn rồi có người trả chưa? 15 ngàn? Không, cái đó để ở ngoài rồi. Hay là không lụm à? Đúng rồi, tại vì á lúc đó Harry... Anh Giang, anh có theo dõi Facebook của Harry không? Là một người con gái rất là thật thà luôn. Đi lên chung cư thấy 15 ngàn của ai bye 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 không dám lụm. Chụp màn hình xong rồi đăng nói là ai rớt 15 ngàn vô inbox Harry trả nha. Lỡ là 15 ngàn đô rồi sao? 15.000 đồng. Nếu là 15.000 đô thì sao? Em vô em inbox là Harry ơi, nếu như ai không nhận thì gửi lại cho em. Đã có ai nhận không chị đi? Không, thật ra thì lúc đó thì Harry không có lấy lại. Harry chỉ là chụp hình xong rồi thì kêu mọi người là ai rớt tiền thì đi lấy lại đi, vậy thôi. À, rảnh ghê. Đúng rồi. Bà rảnh ghê. Ôi, đừng kiếp chuyện tôi nữa. Giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ, em đã sẵn sàng rồi chị Harry à. Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nhà gì nhiều tiền nhất? À, bố chữ. Nhà gì nhiều tiền nhất? Nhà Lý Nhã Kỳ. Nhà Lý Nhã Kỳ. Không, em giỡn thôi, em giỡn thôi. Nhà Băng. Đúng rồi. Chính xác. Lẹ em giỡn thôi. Cũng được luôn anh. Không, mà cái câu kia cũng có duyên. Không, không được, không được. Câu hỏi tiếp theo. Nhà gì nhiều chữ nhất? Nhà gì nhiều chữ nhất? Nhà gì nhiều chữ nhất? Nhà Chung. Nhà Chung là hay chữ, là chữ lộn hay là chữ nghĩa? Đừng hỏi lại. Nhà gì nhiều chữ nhất? Nhà báo à. Đúng rồi. Lên. Wow. Nhà báo hả? Nhà sách cũng được. Nhà sách, nhà cũng sách được. Nhà báo. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao? Sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vai. Bờ vai, ánh trăng đã là, không còn là nữa. Là câu hát trong bài hát nào? Cầu vòng khuya của anh Tuấn Hưng à. Chính xác. Wow. Hay quá đi. Vậy, cầu vòng tuyết trong bài hát nào? Hả? Cầu vòng khuyết trong bài hát nào? Thì trong bài cầu vòng khuyết. Không, câu tiếp theo nè. Cầu vòng tuyết. Cầu vòng tuyết hả? Ở trong bài hát nào? Cầu vòng tuyết trong bài hát nào? Không có bài hát cầu vòng tuyết à. Chính xác. Yeah. Tuyết nha, cho bài tuyết. À tuyết hả? À tuyết. Tuyết, tuyết. Cầu vòng tuyết là cái bàn thắng của đội tuyển Việt Nam mình mà à. Vừa đợt mà Quang đọc giải Á quân đó. Quả đá phạt mà bay lên mà tuyết trắng à, đá như Messi á bao mà. Đó là quả cầu vòng tuyết chứ không phải bài hát. À vòng tuyết cái đó là không phải bài hát. Thì đó. Rồi, đáp án là không có bài hát cầu vòng tuyết nói đến bàn thắng của Việt Nam trong trận Thường Châu. Câu hỏi tiếp là bàn thắng đó được thực hiện bởi cầu thủ nào? À, trời. Bạn Trung Khoa mới nói Quang Hải à. Chính xác. Sao vậy? Vậy? Hey, sao vậy Khoa? À, có lẽ em phải khiêm tốn lại. Thôi, không nên nói gì hết. Thiên thời địa lợi nhân hòa.
không sao hết đấy, nhìn anh được lên cao là em tự hào rồi. Không biết luôn mà tự nhiên trời ban hoa xuống hay sao á. Giúp đỡ một người tốt như thế này, một người thiện lành như thế này. Nhưng mà cho Harry hỏi nè, là nếu như mà Quang không nói thì có biết không? Biết Quang Hải, thích Quang Hải và Đặng Văn Lâm thôi. Nhưng mà không có biết là ai đá chứ đó. À, Đặng Văn Lâm đá. Đặng Lâm chụp gôn. À. Câu hỏi tiếp theo, nghe chuyện buồn mà vẫn cảm thấy vui vẻ thì gọi là gì? Buồn cười. Chính xác. Dễ. Mời mời cái đây, mời cái. Thời tới rồi. Đây, cái câu này là giống như là những câu thả thính đó, đó mình hay đối nhau đó. Rồi, tiếp theo. Chàng trai nói với cô gái anh không bao giờ thấy trời tối, vì sao? Không bao giờ thấy trời tối là sáng. Nhìn em rất là suy nghĩ nha, suy nghĩ nha. Sao đọc lại giùm em ạ? Chàng trai nói với cô gái anh không bao giờ thấy tối à, thấy trời tối vì sao? Anh không bao giờ thấy trời tối bởi vì nhìn em rất là sáng sủa, sáng láng, sáng suốt. Ba vế ạ. Điên. Sáng sủa, sáng láng, sáng suốt. Thì đúng rồi, chọn cái nào? Ủa phải chọn một cái hả? Đúng rồi. Sáng sủa con gái em kêu sáng sủa kỳ. Đúng rồi. Sáng cái gì nè? Sáng láng. Sáng cái láng. Gì? Sáng láng là con trai. Cái gì kỹ nè? Không tối. Sáng suốt. Chính xác. Trời ơi, vô rồi. Thưa quý vị, là có những câu mà thả thính các bạn hãy nói. Anh không bao giờ thấy trời tối từ khi gặp em. Vì sao vậy? Vì em là ánh nắng của anh. Ừ, đúng rồi đó. Hoặc là vì gặp em là điều sáng suốt, dạng vậy đó. À, ủa là phải đúng từng câu luôn anh hay sao? Không, đúng ý rồi, đúng ý. Thưa ý quý vị, rồi, ở chương trình này chúng tôi có những câu trả lời, nhưng các bạn có quyền đưa ra những câu trả lời khác mà nó hợp lý là lên thôi. Rồi. Hay quá. Câu hỏi tiếp theo, người làm nghề bán ve chai thì bán ve hay bán chai? Người làm nghề bán ve chai thì bán ve hay bán chai? Đúng rồi. Bán ve, không bán ve, không bán chai mà họ mua nồi niêu dép đứt mũ bể. Nói chung là cái bán gì hư, bán cái gì? Không bán ve và bán chai. Thế thì gọi là bán gì? Thì nồi niêu son chả là đúng rồi đó, em nói tất cả mọi thứ á. Có một cái tên gọi chứ. Đúng rồi, nãy giờ nói đúng mà có một cái gọi tên chứ. Bán phế liệu. Chính xác. Yeah. Có rồi anh ơi. Trời ơi. Cảm ơn rồi. Thời tới rồi. Hồi nãy trước khi chương trình bắt đầu thì các anh quay phim có đặt cược là đội A là đội Lê Dương Vũ Lâm thắng. Bây giờ dưới đang rung đùi. Nhưng mà chưa chắc nha, mấy vòng sau đội bên này thắng sao? Thì bởi. Mời. Câu hỏi tiếp theo, trong bài hát Qua Cầu Gió Bay, ai là người cởi áo trước? Qua yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi Qua Cầu Gió Bay. Không, không ai cởi trước. Chính xác. Yeah. Hết giờ. Hết giờ. Biết theo cái gì, như vậy là Lê Dương Bảo Lâm đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Rồi. Cho đội Nhã Kỳ. Tôi thấy không ổn cho nhỏ em gái rồi. Cho đòi Nhã Kỳ. Ủa? Ủa? Cái chữ ủa đó có ý nghĩa gì vậy không, ta? Không, em nói là trời ơi, tự nhiên cái duyên quá trời. Thì đó, gặp nhau là cũng âu là số phận. Ủa thiệt, chị cũng thấy vậy đó. Mỗi lần em có để không? Mỗi lần em cứ lên ghế là cứ có chị à. Có chị là tự nhiên chị như là cái vật mà gió là. Cái vật. Ý là cái đó hỗ trợ em, đẩy em lên đỉnh cao của danh vọng. Kính thưa cái gì, Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Mời ạ. Phong không mặc áo gọi là gì? Phong trần. Chính xác. Nhà hàng xóm bốc cháy, bình qua dập lửa gọi là gì? Nhà hàng xóm bốc cháy, bình qua dập lửa, bình chữa cháy. Chính xác. Trời, khán giả nhìn em nhiều quá vậy. Trời. Câu này là đố mẹo và chỉ có một khán giả biết đáp án mà thôi. Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ M? 12 chữ M. Từ gì trong tiếng Việt mà có 12 chữ M? Yeah. Phân tích đi. Mệt.
mà ha 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 tám m là 12 m tám tá m tá m một tá em không hiểu câu này luôn nha. Không hiểu à, bạn trả lời được không ạ? Bạn rớt vậy á, sao mà bạn không lên nữa luôn, bạn không lên nữa luôn, là bằng nhau đó hả? Bạn ở đó luôn. Trời, chơi gì mắc cầu. Cầu nào không dùng để đi mà dùng để đánh? Cầu lông. Chính xác. Cứ như vậy cho em, cứ những câu hỏi dạng dạng như vậy cho em. Ok rồi, bò gì không bao giờ ngồi yên? Bò gì không bao giờ ngồi yên? Bò. Bò. Bò bò bía không ạ? Bò bía, bò bía đi xe bò bía. Khoan khoan, bò khoan. Bò. Bò một nắng hả không? Suy nghĩ kỹ nè, suy nghĩ kỹ. Bò. Nói bị cắt lại được không? Bò bò bò. Bò quanh lửa không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái đó là món bò quanh lửa hồng lên à. Đúng rồi. Cái bò quanh quanh cái đống lửa, nó không đứng một chỗ. Bò né thì mình có thể né như vậy. Nhưng mà bò quanh lửa hồng nó sẽ bò quanh cái đống lửa như thế này. Đúng rồi. Bò quá. Thật ra là phân tích tào lao. Nhưng mà vì sao mình lại đối chữ bà? Thì cái bò quanh lửa hồng là một động từ. Đúng rồi. Cho nên nó là không nguyên. Thì bò lúc là... đó. À. Thì đúng rồi, thấy không? Sao mà nấu, sao mà lại cãi? Bò quanh lửa hồng chính xác rồi. Nhưng mà đẹp, người ta nướng bò quanh lửa hồng người ta không có để dùm dầm cho em nói đâu nha. Cái đáp án khác đó là có bò lúc lắc. Bò lúc lắc. À đúng rồi. Rồi, bò quanh lửa hồng. Câu hỏi tiếp theo. Cô gái nói với người yêu: em yêu anh như số 4 và 6, vì sao? 4, 6, yêu trọn vẹn, yêu bù. Này là thả thính thôi mà. À, như số 6, như số 4. Em yêu anh là tới số. Số 4 là số 6. Tới số, em tới số rồi. Rồi, không chính xác. Em tới số rồi. Không chính xác. Đúng là quanh năm, đúng vẫn đang quề luôn. Ủa năm đâu? Rồi, đáp án là vì nó quanh năm. Giải thích giùm em ạ. Số 4 rồi thì số 5 rồi thì mới số 6 đúng không? Số 5 ở giữa. Đúng rồi, số 5 ở giữa thì cái quanh của số 5 là số 4 và số 6. Quanh không? Nè, số nè, số 5 ở đây thì số 4 đây và số 6 ở đây. Là quanh năm. Ở đây không? Quanh ở đây là cái gì? Đúng không? Cái quanh ở đây là cái gì? Nó chỉ nằm bên cạnh thôi. Từ bao giờ mà người Hàn Quốc phải dịch tiếng Việt cho người Việt nghe? Khủng khiếp thiệt. Tiếp tục nào. Tiếp tục đi nào. Vậy nào thua. Thua rồi. Rồi. Các anh em biết hồ gì nghe tên đã thấy mệt mỏi? Hồ than thở. Chính xác. Linh vật SEA Games đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam là con gì? Con trâu. Chính xác. Một trâu nữa. Cái nữa là ăn nè anh ơi. Cái nữa lụm tiền nè. Bình tĩnh em, bình tĩnh này. Lâm có thích mấy cái SEA Games này nọ không? Không, em không thích SEA Games. SEA Games. SEA Games nữa. Anh Lâm anh rành mấy cái đó lắm. Đánh banh bóng đá rồi. Vậy hả? Ok rồi. Tiến tới nay Việt Nam đã đăng cai tổ chức SEA Games bao nhiêu lần? Bình tĩnh nha. Bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Dễ bị lộn lắm này anh. Đáp án của em là 2 lần. Chính xác. Ủa? Thôi rồi. Ủa? Ủa? Đại đó. Ủa mà sao suốt vậy ta? Em trả lời đại. Em không có biết. Em gọi là bị bí đường rồi. Bí đường. Khi mà bị dồn cái đường cùng rồi, tự nhiên cái sức mạnh em mới dĩ đại. Nhưng mà tại sao là số 2? Em đoán đại. Đoán đại thôi. Ủa, em đoán đại. Rồi tới số rồi em. Tới hả? Tới nha. Tại chị ơi, chung kết tới số vậy. Tức là gì? Hồi năm 2003 mình có tổ chức một lần. Dạ. Rồi sau đó mình xin đăng ký lại. Thì qua năm là 2021 là mình được đăng cai tổ chức. Cho nên mình tính tới hôm nay là mình được đăng ký 2 lần. Là một lần qua năm, mà qua năm thì bắt đầu diễn ra. Còn cái quyền giờ là mình đã có rồi. Nên tính là 2. Đó. Em không biết, em trả lời đại ạ. Kiến thưa quý vị, như vậy là Lê Dương Bảo Lâm đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Đội mình đang dẫn trước 2-1. Lê Dương Bảo Lâm có 2 phút để nhanh như chớp thưa quý vị.
Cái gì luôn kết thúc mọi thứ? Cái gì luôn cái chết? Đúng rồi. Không, chính xác. Cái chết là kết thúc mọi thứ mà. Sao kết thúc được em? Em còn đám giỗ nữa mà. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Đúng không? Chứ anh tính tới đám giỗ luôn hả? Ừ. Ai biết cái gì kết thúc mọi thứ? Cái kết. Không, đó là chữ ư. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kết thúc mọi thứ là chữ ư, chữ ư đó. Một cô gái có nhiều anh chị, số anh trai chỉ bằng một nửa số anh chị của cô. Hỏi có bao nhiêu anh chị em trong gia đình này? Đây là một câu hỏi. Cho em nghe lại lần nữa. Một cô gái có nhiều anh chị, số anh trai chỉ bằng một nửa số anh chị của cô. Có bao nhiêu anh chị em trong gia đình này? Một à? Không, chính xác. Mấy à? Ủa cái này mà đáp án nhiều, đáp án lắm chứ. 7, 2, 6. Đúng rồi. 3. 7 là cũng chính xác. Tại vì 42 mà. Ờ. Vâng, 7. 42 với người kia là 1 là 7. Hoặc là đưa ra đáp án khác, hoặc là số lẻ là được. Không phải ruồi, nhưng người ta vẫn gọi là ruồi. Đó là gì? Một ruồi. Lên. Đáng lên Lâm ơi. Nếu 11 cộng 2 bằng 1 thì 9 cộng 5 bằng mấy? Đố mèo. Nếu 12 là... 11 cộng 2 bằng 1. Bằng 3. Không, chính xác. Ai biết? Đáp án 9 cộng 5 sẽ bằng 2. 11 giờ cộng 2 giờ là bằng 13 giờ. 9 giờ cộng 5 giờ là 14 giờ là 2 giờ chiều. Nó tới đây luôn rồi đó hả? Nó tới đây luôn rồi. Bạn trả lời tôi nhưng tôi chưa bao giờ hỏi gì bạn. Tôi là cái gì? Điện thoại. Lên. Cái này là chàng thông minh á. Thông minh. Cái này là thông minh nha. Câu này hết thông minh. Bạn càng tiến tới, bạn càng bỏ lại nhiều thứ phía sau. Đó là gì? Tiến tới bỏ lại nhiều thứ phía sau. Bỏ lại nhiều thứ, bỏ nhan sắc, bỏ gì, bỏ... Cái gì nè? Cơ hội. Không, chính xác. Nhìn đây. Bước chân. Đúng rồi, dấu chân. Dấu chân. Dấu chân hả? Kể tên ba bài hát mà trong tựa đề có một động từ. Bài anh cứ đi đi. Một bài. Đừng đi. Đi đi về đi. Đi về nơi xa. Đi về nơi xa hai. Cái nữa. Cái nữa. Tôi đi tìm tôi. Tôi đi tìm tôi đáo nước trên mưa sao. Tôi quên mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi. Tìm trong mà thua đi. Sợ sợ quá. Kể tên ba bài hát mà trong tựa đề có một địa danh. Huế thương. Bình tĩnh. Anh đi làm Đồng Nai. Bài nó có mà. Ủa dạ. Đúng rồi. Bài nó có mà. Ai sáng tác, ai sáng tác? Con trai của nhạc sĩ Lý Tơ Hồng là Hiếu, gì? Hiếu. Hồ gì Hiếu nè. Cái gì em... Hồ Hiếu đó. Hát thử coi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở Đồng Nai, bà má nó sớm hơn tảo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Vậy là có nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác cho em luôn hả? Có nhạc sĩ. Thiệt hả? Có anh. Hồi trước giờ anh tưởng giỡn, anh tưởng em chế ra không hả chứ? Hay không anh. Rồi, một bài nữa. Bài gì nãy nói gì? Thế thương rồi. Mùa xuân trên phố Hồ Chí Minh. Chính xác. Bình thường con người có mấy mắt? Gì? Bình thường con người có mấy mắt? Hai mắt, mắt cá. Và bốn mắt cỡ. Mắt cỡ tới mắt cỡ mà. Đào là mắt tai nữa anh ơi. Đúng rồi. Nhiều lắm trời, sao điểm nổi. Đếm đếm là 1, 2. Cái nào cái mắt vậy? Mắt đâu? Mắt cái tay 3, 4, 5, 6. Suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. 8 lên. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Mắt cá hai bên. Như vậy là ngày hôm nay quá khốc liệt, không ai lên cao được vì câu hỏi hơi khó. 3 đáp án liên tiếp của Dương Lâm. Quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Nói chung là luật chơi thì cũng biết rồi, chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn sẽ là được 500 triệu. 500 triệu.
Ui, nặng quá. Tiền ba mà sao vui vậy? Vui giùm mà. Quên. Em xin lỗi nha. Em xin lỗi nha. Đây là số chung kết và chúng ta đã có thưởng rồi. Nhưng mà bây giờ lấy được 500 triệu mới là đỉnh cao. Quá cao. Không, mà đứng đây thấy vinh dự quá rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu mùa? Thật sự. Và đặc biệt 20 đáp án trong vòng 60 giây là rất khó. Đúng, tụi em đã trải nghiệm. Nhưng nếu như mình kể được 10 đáp án thì mình lấy thêm 3 cái tivi nữa. Xuất sắc. 3 tivi là 70 triệu. Hiểu không? Rồi. Tức là bây giờ nếu như mình không lấy được 500 triệu thì cũng cố gắng làm sao lấy được 3 cái tivi nữa. Đúng rồi. Mà cái tivi gần 70 triệu cái chết đâu. Trời ơi. Anh cũng đang cần 3 cái để bỏ vô nhà hàng nè. Ngoài ra cho đâu? Ai cho đâu? Ba đứa em cho không? Không. Không à, em không lắm à. Câu hỏi của chúng tôi. Hãy kể tên 20. 20. Phương tiện giao thông. Thường lưu thông trên đường bộ. Bắt đầu từ lắp rồi đã. À, xe máy. Xe hơi. Rồi, chị tiếp á. Trời ơi, dễ. Xe tải. Ba gác quê em được ạ. Xe bán tải. Xe ben. Xe bồn. Xe lăn. Được luôn, xe lu. Xe rác. Xe rác đúng. Xe gì chị? Xe hũ lô. Xe hũ lô bảy. Là xe mà chán nhựa đó. Xe hũ lô đó. Xe thường lưu thông trên đường bộ. Thường lưu thông. Xe đạp điện. Xe cứu thương. Xe đạp điện. Xe buýt. Xe cứu hỏa. Sao vậy anh? Sao buồn quá vậy? Làm gì anh buồn? Như đã nói, 20 đáp án thì sẽ lấy được 500 triệu của chương trình. Dạ. 10 đáp án thì lấy được 3 cái tivi, mỗi cái trị giá gần 70 triệu đồng. Và rất tiếc các bạn mang về 14 đáp án. Trời ơi! Một nồi tivi. Nè, bây giờ tính tới thời điểm này anh sẽ tính cái đội mà chiến thắng thực tính nè. Đầu tiên là cái loa nhỏ, nhớ chưa? Dạ, em có. Thứ hai là cái loa lớn, nhớ dạ, chưa? Dạ, em có. Thứ ba là tivi bự, nhớ chưa? Dạ, em có. Bữa nay thêm đứa cái tivi chặt bá nữa. Bây giờ mình tính nè. Ba cái tivi này là mình tính 70. Một cái là 201, 731. Với lại 60 triệu tiền thưởng nữa là 270. Wow. Nghe chóng mặt quá anh ơi. 270 chưa kể mấy cái tivi trước, mấy cái loa trước nữa. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mày, trời ơi, chơi game show mày. Không, thật ra á, bản thân em không nghĩ là mình trúng nhiều vậy luôn. Tại ngay từ đầu lúc em thi vòng cái trận đầu tiên á, là em nghĩ là chắc em thích cái tai nghe quá, cái tai nghe nhỏ đó. Mày không được lấy cái tai nghe đó. Gì mà thích ngu bụi vậy? thích cái tai nghe. Vậy giờ anh lấy cái tai nghe anh đưa cho anh đỡ lại cái tivi, chịu không? Thôi lỡ rồi, lấy này cũng được. Trời ơi, lỡ. Còn hai trời, cảm ơn. Ghê. Vậy em cảm ơn chương trình. Em cảm ơn nhà tài trợ LG cũng như là điện máy nội thất Chợ Lớn. Dạ, đã giúp tụi em. Điện máy nội thất Chợ Lớn và LG luôn trong trái tim tụi em. Dạ. Từ đó giờ là nhãn hàng này lúc nào cũng ở trong nhà em, từ lúc mà dạ. Em còn nhỏ tới giờ mà. Đúng. Đến ngày hôm nay em được nhận nhãn hàng nữa, em vui lắm. Cảm ơn nhãn hàng. Em chúc nhãn hàng mừng ăn phát tài phát đạt. Dạ. Mãi yêu. Yeah. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.